bạn nha. Chào các bạn nha. Chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn nha. À, các bạn ơi, thì anh em mình được anh Ba Nhẹ bạn gần nhà anh em mình nha, tặng cho anh em mình hai hũ mắm cá cơm nha bạn, rất là ngon nha. Thì thông qua clip này cũng chân thành cảm ơn anh Ba Nhẹ rất là nhiều đã tặng mấy anh em mình hai hũ mắm nha. Thôi chúc anh Ba Nhẹ và gia đình thật nhiều sức khỏe nha. Còn anh Ba Nặng đâu? Anh Ba Nặng ảnh bị nặng quá nên nhập viện. Anh Ba Nhẹ là anh của anh Tư Nặng. Thì anh nhẹ bởi anh còn ở nhà không? Và cái nặng quá anh nhập viện rồi. Đúng không? Thì chân thành cảm ơn anh Ba Nhẹ là nhiều, chúc anh Ba Nhẹ và gia đình thật nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm cái món là thịt ba gọi với tôm luộc nha bạn, để cuốn bánh tráng chấm với hai cái hũ mắm của anh Ba Nhẹ nha. Thôi bây giờ mời tất cả các bạn cùng vào bếp với anh em mình, và một hồi nữa anh em mình làm xong mời tất cả các bạn cùng anh Ba Nhẹ thưởng thức với anh em mình nha. Đây thì ba gọi anh em mình mua đã rửa sạch, và tôm thẻ anh em mình mua cũng rất là ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ luộc tôm trước, luộc thịt trước. Ông tôm rồi lấy ra mỗi luộc thịt trước. Mày muốn nặng hay muốn nhẹ? Nặng xuống diện nữa đâu. Tôm trước uống nước ra. Rồi giờ nói là lần cuối là luộc tôm và luộc thịt trước. Luộc tôm trước. Mày muốn nặng hay nó nhẹ? Muốn muốn vừa vừa. Vừa vừa xuống đi quà nằm phải không? Vậy luộc hai thứ chung đi. Không được. Không được. Không nhẹ luôn. Bây giờ anh em mình sẽ luộc tôm trước bạn. Bây giờ mình bỏ sẽ để hũ mắm hai hũ mắm qua bên nha. Bây giờ mình sẽ luộc tôm nha. Công trì của gách kìa. Cải cải cho ăn cải giờ. Vô tôm đi Phen. Vô vô. Anh em mình sẽ luộc để một hồi anh em mình sẽ cuốn bánh tráng chấm với mắm cá cơm nha bạn. Ồ tôm ngon thì thôi nhé trời. Rồi chín rồi nó lấy ra đi. Bỏ vô cái đổi màu mau ha. Đây bây giờ mình sẽ nêm vô cái nồi tôm luôn nha. Chút muối. Chút hạt nêm. Trời ơi coi rồi mắt tiêu cũng sạch luôn rồi. Rồi nó bay luôn dưới sông luôn quá. Chút bột ngọt. Và miếng đường nha bạn để cho nó thấm vô tôm ngon nha. Rồi ok. Đẩy nắp lại. Ok, ok, ok. Đúng rồi. Các bạn còn thấy cái gì mà giữa đồng không ạ? Cái chòi sinh tồn anh em mình còn ngoài đó nha. Cứ khử trời nước giờ nó lại lên láng luôn kìa. Cái chòi quyền hội bình bồng đúng không? Bơm nước kém. Cái chòi đó mà từng có một thằng xém mà sắp lên máu chết đúng không? Người đâu có đâu. Đúng rồi, có đâu quên mày. Có đâu sợ. Hãy để đấy, hãy để đấy. Muốn nặng hay muốn nhẹ? Tôi muốn nặng nhẹ luôn á. Vậy là mày muốn nói nặng nói nhẹ không? Mày ngon với trời. Thôi bây giờ các bạn đợi anh em mình luộc tôm. Dạ thôi anh em mình sẽ luộc thịt. Rồi anh em mình sẽ bài biện ra để mời tất cả các bạn cùng anh Ba Nhẹ thưởng thức cái món thịt ba gọi với tôm luộc cuốn bánh tráng chấm với mắm cá cơm với anh em mình nha. Đây bây giờ tôm anh em mình luộc đã chín nha bạn. Giờ mình sẽ vớt tôm ra để bắt đầu luộc thịt ba gọi nha. Tôi gấp lên con được rồi. Tôi cầm cây vô. Gấp nhiều dữ phải em. Gấp gì vô hàng dữ trời. Mày kia khổ đau nè. Liễu đuối trời. Sao nó gấp cho sâu, gấp được 2 con. Gấp 1 con luôn kìa, được 2 con. Tao gấp lần nào 4-5 con nữa. Ui da. Tôi gấp nhiều, tôi gấp. Được không? 4 con chứ hả? 3 con. Vậy gấp nào nhiều hắn à, đậu phộng trời đó. Ok. Đó gấp. Rồi. Rồi. Rồi gấp trước nha. Rồi con nha. Đậu luôn, gấp bự luôn. Rồi gấp. Ờ, rồi lên. 2 con nha. Rồi, cho tao nha. Mình gấp nhỏ nha bạn. Rớt hả? Ôi, hai con mà mày nói. Đâu mày thấy con ngủ luôn nè. Bú liếu rồi nha. 4 con luôn rồi. Lùa lùa. Gấp. Có 2 con nhiều. Ôi ơi, yếu mày có con không? Trời ơi, con nữa 2 con nè. Uống phỏng. Rồi, bóng thịt lên. Đây, bây giờ mình sẽ vô thịt để luộc luôn nha bạn. Đây, cục thịt ba gọi nha. Quá ngon. Đó. Ok, bây giờ anh em đóng nắp ra để là luộc thịt tiếp nha. Thôi để nắp đi, đậu phỏng đóng nắp chi. Giữ gì sao? Cắt cái làm hai đi phải cho mau chín. Rồi, ok. Ok. Cắt cái các bạn ơi, thì nãy giờ mấy anh em mình luộc thịt cũng đã chín nha bạn. Giờ mình sẽ gấp thịt ra nha. Rồi giống bà đảo đi trời.
Ôi! Gì á? Thời tới cản nổi nó gì trời? Rồi. Đây bây giờ mình sẽ gấp thịt ra nha. Hồi nãy mình đã sắt ra làm 3 miếng, các bạn cho luộc nó không bị nín nha. Trời bỏ xuống đây gấp đẻ thằng bú. Không bắt cái trời. Ông vui không? Vui không? Không. Không vui, không vui. Không gặp thịt là không vui, không cười rồi. Đúng rồi. Ngon ngon. Đâu. Đó. Rồi bây giờ để anh em mình để cho nó nguội nha. Để anh em mình sắt ra nha các bạn. Bây giờ thì thịt mình cũng đã luộc rồi bạn, tôm thì mình cũng đã luộc chín rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành trộn mắm nha. Đây là hai hũ mắm của anh Ba Nhẹ tặng cho mấy anh em mình nha bạn. Anh Ba nặng. Mắm này mắm gì không sợ không? Mắm cá cơm đó mà. Gỡ nắp lên thơm nhẹ hả? Thơm phức nha bạn. Đây là đặc sản Long An nha. Đây mình sẽ đổ mắm vô trong khóm nha bạn. Đẹp chứ trời. Nhìn mắm đẹp á. Ăn một chắc hũ này được anh em ơi, nhiều lắm đó. Lắm. Ừ. Hú thì đẩy lại hũ, món mình ăn tiếp. Hũ này là bắt gà đó. Ừ. Tới nái nè. Giống như cá cơm kho đường. Có cơm kho đường hết thèm. Ngon dữ trời. Cá cơm sao cũng bự dữ trời. Cái màu đã. Cá cơm phải giống hạt cơm hay sao nó bự dữ. Đây bây giờ mình sẽ nêm vô phao đã rồi, mình xin phép mình nêm thử coi cái mặn nhạt như nào mới biết đường nêm đồ nêm nha bạn. Để mình nêm vô cái nó hơi bị lạc quẻ không ai bạn nêm mình biết nha. Dữ vậy à. Dạ dạ. Phải nêm thêm mới được. Nêm thêm vô nó mới ngon, miếng bột ngọt nha bạn. Đường. Rồi, tỏi ớt vô, xong. Tỏi ớt nha bạn. Tỏi. Trời ơi trời. Ớt gì vậy? Ớt. Lụm lúa. Lấy miếng đen vừa, lấy miếng đen. Đúng, đúng. Lụm lúa nữa mấy bạn ơi, quá trời ngon rồi. Giờ mình dắt vô đây miếng chanh nữa nha bạn. Dắt chanh ăn phải luôn vỏ ha. Tao nuốt luôn, để mất công nữa. Nói dắt cái vỏ buồn nữa. Gắp canh ngay luôn cái vỏ ha. Đây mời tất cả bạn nha, mình không có bỏ vỏ các bạn. Chủ nóng luôn. Nhưng chơi mà sợ gì kích thích vị giác các bạn ơi. Đúng không? Muốn ăn không? Ok. Ngon đúng không? Đây, đây anh âm cắt nhiều chanh vô nha, để cho ông nuốt hết nha. Ok, còn bao khứa già nên bự một bao bố nè, cho ông ăn ké nữa. Cái này con trai tao. Đâu? Nuốt miếng chưa? Rồi mời tất cả bạn nha, mình nuốt luôn nha. Đây, có ăn không? Bắn nước nhẹ fan. Không ngon tại ngon ngon dở miệng biết ngon rồi. Đây mình trộn đều cái tô mắm lên nha bạn. Nó đã còn hai miếng ta dắt hết rồi như chiên ngưỡng miếng hồi nữa mình cuốn thịt luộc với tôm luộc mình chấm vô đây một cái à xì xì lên anh màu xí xí lên anh mình nó xào luôn trời. Quay điều ngon lành nha. Thôi bây giờ để mình dọn ra mình cúng trong bà đất đai cả nha. Rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng anh Ba Nhẹ thưởng thức với anh em mình cái món của ngày hôm nay nha. Các bạn ơi thì nãy giờ mấy anh em mình làm cái món thịt luộc, tôm luộc, cuốn bánh tráng, vô miếng dầu sống, chấm với mắm cá cơm nha bạn cũng đã hoàn thành nha. Anh em mình cũng vừa cuốn con bà đắt đai xong nha. Bây giờ anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng anh Ba Nhẹ thưởng thức cái món hôm nay với anh em mình nha. Dứt. Nào thì mình cùng bước, nào thì mình cùng lướt, lướt 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 xem YouTube Thánh Sàm Vlog. Vậy thôi có đâu cả. Gấp bơi người chuyên tâm thương. Là hai người bọc đó nha. Hai người bịch chứ. Hai người bãi. Ủa hai người bọc. Đây bây giờ mình sẽ cuốn bánh tráng với bún nha bạn. Đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ cho lên miếng bún nha. Ủa gửi coi. Bún. Bánh tráng ngoài thà miếng nước miếng vô nó không có sức. Không có bánh tráng này đâu cần phải nữa. Tự mày em. Đây mình sẽ vô. Bánh tráng nha các bạn. Vô bánh tráng nha bún quá. Đây lên miếng thịt nha bạn. Mình dặm lên miếng thịt nha. Ủa. Dặm. Quýnh lên miếng tôm nha bạn. Mình đến nhau cộng rau sống dài có 3 mét nha. Đấy. Miếng dưa chuột nữa, dưa leo nữa. Đó. Quýnh lên miếng dưa leo nha bạn. Giờ mình sẽ cuốn lại nha. Cho nó hiệu uống nuôi hiền mũi quá.
nói chung cái môn này mình còn dở lắm nha, mình chưa có tốt nghiệp được. Đúng nha. Rồi. Rồi. Cuốn gian đầu bánh tét dở đúng rồi. Rồi lụm lúa các bạn ơi. Lụm lúa. Chỉ vậy thôi nha các bạn. Thôi mời tất cả các bạn nha. Rồi mời anh Ba Nhẹ cùng thưởng thức món này với anh em mình nha. Vô đi anh em. Nhường quá nhường lại với trời. Đây chấm nha các bạn. Mắm mà cá cơm nha. Wow. Đây mời tất cả các bạn, mời anh Ba nha. Mời anh Ba nặng. Ba mắt cá này nữa nè. Good của chớp trời. Cũng đi dạng chứ đi dạng. Tỉnh đây là kèo vậy. Tỉnh tới tới con chứ rồi. Làm super soi quá. À không. Lên 2 cặp. Rực rỡ rực rỡ. Sao nè, sao nè. Lên lên đỉnh luôn. Lại đi trai. Con đỉnh luôn, lên biết luôn. Tôm ở giữa. Lên đỉnh thiệt rồi. Quýnh cho mày miếng bún. Lên đỉnh Colombia. Thêm mặn nha. Có miếng bún nhiều. Thôi anh em cuốn thì mình chấm nữa nha bạn. Đây mời các bạn nha. Cuốn đi. Cuốn đi. Quýnh miếng gao đó. Thơm vô nữa. Cộng gao cá gấp nữa. Đã rồi. Cấp ca cái nữa. Gấp này gấp này cháy à. Lên đỉnh luôn rồi. À, mình đỉnh luôn hả? Mỏng anh ơi. Đây mình cuốn sao trời. Dài cộng cuốn gì nè. Cuốn gì nè. Cuốn gì nè. Vân tôm nè. Bây giờ mình sẽ cho một miếng mắm lên luôn nha bạn. Vân thịt nè. Đó. Cho miếng rau sống vô nè. Đây mời các bạn nha, mời anh Ba nha anh Ba. Bắt đầu mình ngoại nè. Nãy giờ chớp luôn. Nãy giờ ông tía ngoại rồi. Đây mời tất cả các bạn nha. Mời anh Ba Nhẹ luôn nha. Miếng rau mắt cá nè. Miếng rau thơm nè. Miếng thịt dài. Tao đỉnh luôn rồi. Đỉnh luôn hả? Ủa sao nó xíu nhỏ bé vậy ta? Ừ. Con em làm rau cuối nha bạn. Làm cuối đi tía. Nhanh gọn lại á. Nhanh không? Nè. Vô miếng mắm nè. Lùa nè. Đây mời các bạn nha. Thấy không? Sao? Mực gỡ. Cảm ơn các bạn nha các bạn. Cái cơm ngon nha. Ngon. Hảo hạng nha. Không mặn mà cũng không mấy nữa. Ngon ngon. Tất cả các bạn nha. Cảm ơn Ba Nhẹ nha. Đâu bên lạnh ta luôn. Đây. Ngon tuyệt vời. Ngon tuyệt vời. Cuốn chưa ấm tháp cho mấy bạn ơi. Dạng cá linh lên. Đó. Chắc mình xin manh động quá. Mời cuốn quá. Mời các bạn nha. Mời anh Ba nặng luôn nha. Cuốn vô ăn nó sướng, nó sướng. Trời ơi, nó tơ. Quá là sướng luôn rồi. Cuốn cái muỗng vô đâu à? À, cho bún vô thêm đi. Cái muỗng hả? Ừ. Muỗng đây nè. Muỗng hả? Ừ, ngon. Vô. Mời các bạn nha các bạn. Mời anh Ba luôn nha anh Ba. Hai. Quýt chớp luôn trời. Cái loại mắm này với ăn cuốn này nó gịch ghê em Tham ơi. Quá gịch luôn. Không, thật sự nha. Mắm ngon thì anh Ba. Quá ngon luôn. Ngon thiệt chứ. Quy tính luôn chứ. Quy tính. Trời. Ngon. Làm bánh cuốn nữa nha bạn. Cuốn nó chưa gịch mấy nha. Giờ mình đắp thêm cuốn nữa nè. Cuốn chưa tới không? Chưa tới. Cho hết luôn rồi. Cắm cái nữa cho hết cuốn luôn rồi. Rồi khen té mình coi. Mời các bạn nha. Tiếp. Tôi đi vỏ lãi cano mà mày vượt sao kịp. Cái này ăn giống như nó bị nghiện luôn cái gì á. Mới cắn vô cái giờ thôi phải nhanh tay mới được. Ngon không? Nghe lắm. Giờ tôi xuống ổ đi. Giúp đỡ cái rồi. Trời ơi. Tiêu với nó biết rồi không biết đâu. Tôi tưởng tôi hú làm con. Xì nghe là biết rồi. Xì cái thú quắc luôn không biết gì. Xì thú quắc không biết gì trời. Rồi làm cuốn nữa nha các bạn. Đây mời các bạn nha. Vô anh Ba chấm mắm cá cơm của anh Ba nè. Mời anh Ba nha. Đủ. Làm bậy lẻ miếng thịt coi. Quá lạ. Cho dạng mắm lên. Đây mời các bạn nha. Mời anh Ba luôn nha. Wow. Xé ra miếng gì mua ven. Ăn cục đi. Trời ơi trời. Lùn nó tiết chế đó ta. Có cuốn nó không ấy. Nè. Rồi tôi hành chiếc xà lan. Ừ. Tôi hành chiếc xà lan rồi các bạn ơi. Tại sao người ta nói là xấu như con mắm mà ngon phết nha. Đúng không? Ừ. Tại xấu rồi nó đâu độ ngon nó bình thường mà. Xấu như mắm mà ngon quải lòng rồi chứ. Rồi tất cả các bạn nha. Cảm ơn bạn Nhẹ nhiều nha. Ngon quá chị đâu. Giá đồ hùng ơi. Tôi làm món gồm con nghe tới. Vô. 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 Mời các bạn nha. Còn món không? Mình phải gấp một đũa cá cơm nè, đắp lên cổ cuốn nè. Rồi. Vậy mới đỉnh của chớp lên biết đỉnh luôn nè. Đỉnh cao luôn trời. Bữa nay chắc đưa anh Ba lên đỉnh luôn nè.
vô đi anh ba ơi, mời các bạn nha. Không biết đừng cứu luôn Sạp ơi. Ăn xong món này dắt tôi hỏi ủa nổ đi chỉ anh ba ơi. Xì ba trao vài hũ mới được. Nổ chỗ bán mắm này anh ba ơi. Rồi vô. Mời các bạn nha. Vô luôn các bạn ơi, mời anh ba luôn nha anh ba. Quá đã. Thật sự là cá cơm người ta ốp mắm mà. Vừa ăn trời. Người ta nói người đi trước có thành công, mình thấy thành công bắt trước nha các bạn. Đúng rồi. Ăn được. Mà mình thành công ổng mình ngắn luôn đúng không? Vậy mới ngon đó. Ăn nó hầm dịu giống miếng hầm dịu chứ trời. Ghê đó. Con tôm ghê quá. Thì các bạn cũng ly với mình nha. Cuốn uy tín chứ trời. Để chấm cho đậu gồng mình làm gạo gạo nha bạn. Mời các bạn nha. Bỏ mấy con cá cơm vô nó thơm. Thơm cực kỳ luôn. Trời ơi. Ai rồi tôi ăn thử cái kiểu này ta. Đậu gầm chấm vô mắm cá cơm mà không gịch ta. Ngon vô leo uống trời. Ngon mày các bạn ba ơi. Ngon. Ăn thử vô này tí. Ừ. Ôi Khánh. Cô coi. Tôi ăn cái mà không gịch cái tôi gịch tao liền luôn. Gịch luôn hãy bộ. Vô luôn á. Nghe nghe không? Cái đậu gầm này non mình kẹp hai cái mình ăn cặp quanh luôn. Cặp quanh luôn. Các bạn nha. Còn ống luôn không? Tới chỉ không? Con mắm trong cuốn luôn nha bạn. Mời các bạn nha. Mời anh ba luôn nha. Trời ơi, tôi làm mắm luôn mẹ bà ơi. Mắm đùi luôn á. Vô luôn ba ơi. Rồi làm mắm thịt đùi luôn á. Xíu đây là lỗ tao mày ngồi sơ. Có coi vậy? Cái luôn. Hai cái bằng ghét. Rồi mẹ tôi ngồi mà. Đây làm bạn cuốn mới nha bạn, ngon thiệt nha. Cái này ăn bao nhiêu cuốn mà cho đủ thiệt luôn á. Ông hả? Thịt ba gọi các bạn thấy không? Đúng ba chỉ luôn nè. Đập lên nè. Một vài con mắm cá cơm này mình ăn nguyên chất thứ hai. Thì không. Tất cả bạn ăn cậu một trăm cuốn á. 100 cuốn đủ thiệt chứ. Ừ. Thứ mà gọi cuốn mình ăn chừng 10 cuốn đầu là mình sượng không? Còn cái món này là hơi không sượng nha. Này là đắp cho đậu gồng đây luôn nha bạn. Đó. Cho nó gịch luôn coi. Quá đỉnh rồi ba. Mở trời. Vô dạ quá mắm vô bởi. Làm miệng ruộng thứ ba coi. Bỏ gì thế, bỏ lụm luôn. Bỏ nó bỏ chạy, bỏ để anh em cùng ruộng bỏ chứ. Lắm mà mời các bạn nha. Ngon dữ ta. Đây mời bạn cũng mới nha. Gực gỡ luôn. Đây mời các bạn nha, vô anh ba ơi. Nãy mới thấy ai bỏ miếng đậu gồng tiêu ta bẻ cái bịch cái mất tiêu ta. Lấy rồi. Ăn nè. Để cái miếng của mất cái bịch luôn rồi. Không còn cơm. Vậy cũng hai lát. Trời lại chén coi hai bị tới luôn. Miếng mắm cá cơm bạn lắp đây nè. Cơm chính giữa này làm cục nhân nè. Miếng cá cơm vô nè. Chét cho thấm nha. Miếng đậu gồng vô nè. Quá cực. Trời ơi trời. Miếng gạo nữa nè. Ăn kiểu này nè, kiểu mới nè. Đâu cũng mới đâu. Trong chén gì? Bỏ chén quốc. Kiểu đó, kiểu lờ bờ á. Kiểu mới qua kiểu gì không? Có bún không? Có bún. Cũ rồi. Đây. Mời các bạn nha. Trời ơi có thiệt không hả? Cái một luôn quá. Dứt. Mời anh ba luôn nha. Không mà vô miếng cá cơm với nó hòa quyện vô miếng khóm mới ngon nha bạn. Đó. Trời ơi, tôi hình như tôi bị hắt bậy xíu các bạn ạ. À. Hắt gì luôn hả? Bỏ mắm vô nó chảy nhẹ. Cẩn. Bỏ thạch vô. Mời tất cả các bạn nha. Bỏ thạch vô. Chấm này phải ăn sâu vô mới dính trong được. Yếu đuối quá. Yếu đuối hả? Bỏ tôm vô nè. Cuốn rau gồng ngon hơn thấy không? Gồng khấu luôn. Chưa. Có khấu hả? Dạ. Cái miếng muỗng. Nè. Nó vậy là cũng tái đỉnh luôn nè. Cô cơm đó. Giống mà muốn chứ vậy. Món cơm này bỏ vô miệng nó tan nó hôm ghê cực kìa. Vô mà các bạn nha các bạn. Ông nhỏ cái trời. Không quy mô cái trời. Tất cả bạn nha. Chưa không. Chưa à. Chưa đó. Nhìn lùng ơi. Nhìn lùng ơi. Vậy. Không rồi mày. Nhìn bán. Mày có con ve đeo xong kế bên có một gùi nữa. Rồi hết đó. Gùi xong không? Mà tôi thích ăn kiểu này nó hôm mới ngon không làm. Được không? Đắp đắp không? Bỏ mắm lên đắp lên ăn. Ồ, quá chí vậy. Quá thơm luôn. Giống như mình mời các bạn ăn chung vậy đó. Tao có lý rồi. Lý rồi, phải à. Quốc nguyên tảo luôn, trời ơi, đúng rồi. Phải à, có lý rồi. Giữa ra luôn ăn phải anh. Con này mà có 200 đế mà quốc cả nữa không? Đúng. Cà cà cũng ngon. Quá ngon. Đồ gồng mà thử sắc của chớp rồi. Làm gì vậy? Vô bố rẻ nè, bố rẻ nè, bố rẻ nè. Không, bố rẻ. Không, gỡ không, kẹp, gỡ kẹp. Đi vào đâu làm bố rẻ nha bạn. Chán kẹp, bố quý quá. Tay chân giờ tấm hết trơn nha bạn. Ngon thiệt nha. Làm bệnh cuốn mới nha bạn. Không thể nào mà không cuốn được nha. Ngon quá. Ừ, luôn á. Không có nào mà ngừng tay được.
hồi kia lên cháy nó không có lấy gì của ông nha. Đó mày ngừng nhai ổi liền luôn á, thiệt. Buông đũa lên máu liền á. Phải chơi hoài nè. Đây mình xin nửa trái đậu gồng nha bạn. Mình cháy luôn đi. Nửa trái là nó vừa cuốn rồi. Rồi chạy. Cuốn với bộ lên ly bồ đúng rồi vậy ta. Bạn mời bạn cuốn nữa nha. Đây mời các bạn nha, mời anh ba nha. Làm cuốn wow. Điều luyện nha mọi quá lạ. Phải có bún mới dịch nè. Đúng rồi. Cái gì phải cháy một chút, cái một chút ăn mới sướng. Đây gấp xả. Gấp miếng miếng cá cơm nha, để mời các bạn mời anh ba cái nha. Tắp đây. Ồ, cho vài miếng ớt lên. Chạy được lên mới rồi. Đây mời các bạn nha, mời anh ba nha. Chị mới tới đó. Cực ngẫu. Chị mới gọi là overnight chip chip đó. Wow. Wow. Trộn lên, trộn lên nha. Mời tất cả bạn nha. Mời anh ba lần hứng ngàn đó nha. Trời ơi. Không hứng. Đắp cái món cá cơm là mới ngon nha. Cái thơm cực kỳ luôn. Chấm nó chưa kịp mới đắp vậy nè. Thơm dịu, mềm luôn. Ngon lắm. Giờ cắn cắn ra mới có cái lỗ hổng thời gian mới bỏ vô mới được. Đúng không? Còn ờ, đúng không? Cái cuốn này hơi dày quá. Xịn sò đúng không? Còn. Tất cả bạn ngon nha. Cuốn cuốn mini gì vậy? Cuốn bự quá nó không được. Nhảy như này bự quá không được rồi đó. Dư sức. Dư sức. Trời ơi dân chuyên nghiệp nữa cuốn mít tét 150. Mít tét cũng vậy hả? Cuốn chiếu được mà. Mít tét cũng vậy. Không. Khỏe quy vu luôn. Thấy luôn rồi, thấy đất tôi nhớ luôn rồi. Đồ bấm đếm đi trời. Ờ vuốt cái một chấm cái nè. Mời các bạn nha. Mời anh ba nặng luôn nha. Sao đếm không trời. Hồi nãy giờ mời cuốn cái trời đẹp quá vậy ngon quá trời. Cuốn đi. Còn mời cuốn nữa nha bạn. Ừ. Hả? Gì mà bánh chát trời trời. Gì các bạn hả? Còn nữa nãy mua nhiều mà. Không, đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp luôn đi chứ. Mày cuốn cho kiến cái gì chút xíu hả? Mời các bạn nha các bạn. Mời anh ba luôn nha anh ba. Gì cuốn gỗ cuốn nhìn cái cuốn cái nhìn thấy là quá ngon rồi. Đây, làm bệnh cuốn mới nè nha bạn. Trời ơi, kinh nghiệm cuốn bánh chén là gấp đại miếng luôn trời. Mà gấp đầu chứ. Ờ, à, bỏ như là. Tôi học được kinh nghiệm từ ông rồi đó. Tép nè. Tôm. Tép thôi, mình nói tép thôi, mình nói hí hí rồi. Còn cái này là gì? Thịt bốn chỉ nè. Nếu như mình cuốn nha, mình cuốn mà không có mắm thì mình chấm rồi sẽ làm sao? Tao sẽ không cuốn. Mặc dù không có mắm mà cuốn làm gì trời mùi chứ. Vô bạn ơi, mời các bạn nha. Với tao làm lên level gì ngon. Cái này cuốn có kinh nghiệm không? Thấy ổng cao lúc bay. Ổng cầm đao ổng lẽ mình giờ mình buông kiếm sao được. Cái con này quá trời đỉnh trang trời vậy cả. Mời các bạn vô mắm nè. Mình kêu nhóc lên trời. Trời ơi. Chấm nha bạn. Đây mời tất cả các bạn nha. Dữ à. Bây giờ ông ăn không tôi có ăn đâu mà hết. Không. Mời ăn luôn cái mấy nào không? Không. Vậy được. Tôi kéo mình sạch nha bạn. Mình để được nha. Mình để luôn. Lắp đập đập xăm hoàng hà luôn nè. Quá đã. Đây mời tất cả các bạn nha, mời anh ba nha. Anh ba nhẹ chứ không phải anh ba chạy cứu. Cũng có nhẹ. Mà nhẹ quá. Cuốn này mình là cuốn nhân thôi các bạn. Cuốn nhỏ leo thôi. Cho nó nhỏ nhắn, dễ thương, dễ thấy cưng, dễ thèm, lụm lúa liền nè. Lụm lúa rồi kìa. Xáy vô đây nè. Mà ngon không? Cực kỳ ngon luôn bạn. Đây mời các bạn nha, mời anh ba luôn nha. Gì không nhỏ vậy trời, các bạn nha. Uy tín luôn nè. Rất. Thì phải tin tưởng con. Rất. Đây, mời các bạn ông nha. Ông ăn vậy là dở rồi, tới khúc rất này. Rất nha, rất nha bạn. Rồi, tới khúc này phải bỏ mắm vô nè, ông bỏ mắm là dở rồi vậy đó. Là bỏ muối luôn nữa. Tất cả các bạn nha. Mẹ làm sao mà thiếu được mắm cá cơm được. Đó. Gấp lên một lát ớt nữa nha bạn. Đây, mời tất cả các bạn nha. Ủ mình ai mình nha. Cái hàng nhỏ vui chứ hả? Ngon. Ông bố hồi nay phải không? Vô mẹ bạn miếng bà gạo nha các bạn. Vô lên ba ơi. Nhảy xuống ơi. Quá lạ rồi không? Ông bố hồi nay phải không? Ủa rồi. Mình mời các bạn quát kia nay luôn nha. Ăn mắm mắm nó ngon nha. Không mà tính ra anh em mình ăn cái món này ha. Bao cực mà luôn. Tất cả các bạn mà với anh ba nhẹ mà coi cái clip này mà nhầm mà lúc mà 11, 12 khuya ha. Nó đói thứ gì nói thiệt luôn. Em đau quá. Ừ. Đói. Người ta nhà nó coi clip tao với tao lập lớn nè. Mỗi lần tối em gan, mỗi lần tối em gan. Nếu mà cái bụng tao mới ăn cơm no cái đi đeo tiêu chúng ta bắt clip là tao coi. Cái 11 mấy nó bay xuống nhà bếp tao quất bụng liền.
đứa mập lù luôn. Đó đó, trời. Đấy, vậy là ông vừa người đó. Bo đẹp không? Đẹp không? Không, mập nữa. Không. Coi mới đẹp nữa. Phải lên dài chứ nữa, chụp chứ nữa. À, bo này vậy đẹp chưa? Được rồi. Trời ơi, bo này giống đẹp đẹp vậy? Ông chưa. 3 tháng nữa. Còn chụp cái nữa. Bụng này phải 3 tháng nữa mới đẹp. Ừ. 3 đẻ luôn rồi. Ông chơi vào chơi mà lăn banh đó. Bởi vì bo mà lăn nó ổng làm có dách luôn á. Người à. Ờ, nói chung thì hôm nay nha bạn, anh em mình được anh Ba Nhẹ tặng cho anh em mình hai hũ mắm cá cơm đặc sản của Long An nha. Thật sự là nó ngon thiệt nha bạn. Quá đã luôn nha. Thì thông qua clip này cũng cảm ơn Ba Nhẹ rất là nhiều đã tặng mấy anh em mình hai hũ mắm. Thật sự mắm rất là ngon, ba cảm ơn ba nhiều nha. Và bây giờ anh em mình cũng xin phép ngừng clip tại đây để cho quay phim vô ăn chung với mấy anh em mình nha. Chúc cho tất cả các bạn xem clip này được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chúc cho anh ba và gia đình nhiều sức khỏe và làm việc thật thành công nha. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.